Thầy Park cao tay, U23 Việt Nam thắng UAE 1-0. Vào lúc 17 giờ 15 phút này, U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục tấm vé dự Olympic 2020 bằng trận gia quân gặp U23 UAE. Trận mở màn được coi luôn không dễ với các đội bóng, nhưng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, các đội tuyển Việt Nam chơi rất tự tin trước bất cứ đối thủ nào. Theo đánh giá của huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, U23 Việt Nam có thể sẽ gây bất ngờ với đối thủ mạnh UAE bằng lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tất nhiên, để làm tốt điều này, ông Park Hang Seo phải nghiên cứu kỹ đội bóng Tây Á, đồng thời sử dụng những con người và cách chơi hợp lý nhất. UAE D.U.E.C đánh giá cao hơn U23 Việt Nam, nhưng theo cựu huấn luyện viên SLNA, huấn luyện viên Park Hang Seo hoàn toàn có thể khiến đối thủ bất ngờ bằng cách nhập cuộc táo bạo. UAE chắc chắn nghiên cứu kỹ U23 Việt Nam, vì thế mà sự nhập cuộc chủ động như vậy sẽ khiến đối thủ gặp lúng túng. Huấn luyện viên Park Hang Seo cao tay lắm, nên chúng ta không có gì phải lo, có thể chơi tấn công. Nhưng hàng phòng ngự của U23 Việt Nam cũng luôn sẵn sàng đối đầu với những cầu thủ có thể hình cao to, chơi bóng bổng tốt của đội bóng Tây Á. Theo huấn luyện viên Nguyễn Thành Vinh, sự trở lại của Đình Trọng là rất quan trọng. Nếu cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương thì có thể yên tâm với hàng thủ U23 Việt Nam. Trong khi đó, ở vị trí thủ môn, ông Vinh đặt niềm tin vào sự trở lại của Bùi Tiến Dũng, khi giải U23 châu Á chính là nơi đã làm nên tên tuổi của thủ thành sinh năm 1997.